Xin chào tất cả quý anh chị nhé. Hôm nay thì bên Tâm Đức vừa về một cái mẫu mới của cái thương hiệu Twister. Thì trước tiên chúng ta sẽ đánh giá một chút xíu về cái thương hiệu Twister. Hiện tại ở thị trường Việt Nam thì Twister là một trong những phân khúc khá là gọi là vô địch ở cái phân khúc 10 đến 20 triệu đồng. Thì đây là một cái mẫu mới hoàn toàn mới ở Việt Nam nha. Ở ngoài Hà Nội thì cũng có cập nhật rồi, tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là Tâm Đức sẽ cập nhật đầu tiên anh chị. Đây là mẫu Twister R10. Thì ở dòng này nó có, ở trong R10 các anh chị thì nó sẽ chia ra là bộ truyền động má vành cũng như là bộ truyền động khoanh đĩa. Đối với một số khách hàng mà có nhiều tài chính hơn chút xíu, tầm trên khoảng tầm trên 22 triệu á, thì mình sẽ lấy được cái con mà nó dùng cái bộ truyền động khoanh đĩa thì dây nó giấu hết thì đẹp hơn một chút xíu. Tuy nhiên ở đây thì cái phân khúc này vừa miếng, con này có giá 17 triệu 100 ngàn đồng, 17 triệu 100 ngàn đồng anh chị nhé. Thì nó, chúng ta có những cái gì? Nhất là chúng ta có một khung carbon Twister R10 rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn từ xa thì anh chị thấy màu cam rất nổi rồi. Ngoài ra những cái màu này thì nó có tới 5-6 màu, tức là 5-6 option cho mình lựa chọn. Còn về cấu hình thì ở đây mình đánh giá là đủ xài. Đủ xài ở đây là đạp ở cái mức cơ bản thôi. Đấy anh chị nhá, tức là cái đội mình đi thì không có gọi là chuyên lắm, chứ còn nếu mà chuyên, người ta đi chuyên thì chắc là mình theo không kịp đâu. Bởi vì cái này xài cái bộ truyền động 2x8, tức là 16 lít. Thì có như nào thì nói như vậy anh chị nhé, không phải là nói tốt về sản phẩm để bán. Còn anh chị nào muốn cái cảm xúc nó nhiều hơn, muốn gọi là so kè một tí, thì mình sẽ dùng cái bộ truyền động cao cấp hơn anh chị nhé. Thì lan man một tí thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ test cái trớn của cái con xe này. Đấy anh nhá, thì mình sẽ qua một thử. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá về cái tiếng ve kêu. Tiếng này khá là đanh. Nghe nó cũng có cái cảm giác hơi lạ một chút xíu, bởi vì đa số những cái dòng vành của Retropack thì nó có chia ra rất nhiều phân khúc, thì những cái tiếng kêu nó khác nhau anh chị. Còn về xe thì em sẽ khái quát ba cái bộ phận chính cho anh chị cùng xem thôi. Thứ nhất là khung carbon của Twister R10 này, một trong những dòng mới nhất của Twister này. Màu có nhiều màu option mình lựa chọn này. Cái tem này là tem phản quang anh chị nhá. Và nếu mà mình đi có ánh sáng rọi vào thì nó sáng. Còn cái thứ hai là cái bánh như là bánh của Retropack. Cái tem trên Retropack nó cũng là tem phản quang luôn. Và cái điều đặc biệt ở đây là cái vành của nó là căm, nó là căm tròn anh chị nhé. Bản này là bản 3/8, 3/8 căm nó là căm tròn anh chị nhé, không phải căm dẹp như một số dòng khác. Đấy, nói chung căm tròn căm dẹp thì thực sự ra bọn em cũng không có kiểu là quan tâm nhiều lắm đâu. Nói chung leo lên mà đạp bon tí là ok rồi. Đấy rồi anh chị nhé, ba là bộ truyền động. Bộ truyền động chúng ta sẽ đánh giá một số cái mẫu sau, một số cái yếu tố sau. Thứ nhất là cái gạt dĩa, xin lỗi anh chị, gạt lip là 8 lip của Claris anh chị nhé. Gạt dĩa cũng là 2 dĩa, gạt 2 dĩa của Claris. Tay lắc cũng là tay lắc 8 lip 8 số của Claris, tức là chúng ta được 3 món của Claris anh chị nhé. Thứ nhất này, tay lắc này, thứ hai gạt lip, thứ ba là gạt đĩa. Gạt lip gạt đĩa, tất cả là nói chung là 3 món là được cái của Claris. Còn giò dĩa ở đây là giò dĩa của trục rỗng, của Retropack trục rỗng. Thì ở đây mình đánh giá khá cao một cái chi tiết, đó là cái gì ạ? Cái ở đây có một cái BB dạng này, dòng này giống như BBF vậy đó. Thì nó kiểu nó giống như kiểu là mấy chiếc xe Velo cao cấp bên em hay ráp á. Thì ở đây mình đánh giá cái điểm cao cái điểm đấy. Còn cái bộ truyền động của nó thì cũng bình thường thôi anh chị nhé. Thứ hai là cái giò dĩa ở đây thì cái bản này mình thấy khá là dày. Một số cái dòng trước thì mình không có đánh giá cao lắm. Tuy nhiên cái giò dĩa ở đây, những cái răng của nó là khá là dày. Có nghĩa là cái này chạy bằng máy CNC khá là đẹp. Đấy, tức là tiêu chuẩn nó cao hơn hồi xưa một xíu. Hồi xưa thì mấy cái con kia thì cái giò dĩa nhìn nó hơi khoai, gọi là hơi phách một tí đấy. Đấy, cũng là của Retropack với lại của Browell. Tuy nhiên là nó không ngon bằng cái này cao nhất anh chị nha. Rồi, về cái khung ở đây thì mình thấy là họ ghi một số cái chi tiết khá là, nhìn khá là bắt mắt. Đó, nhẹ thử test thử cân nặng con này khoảng tầm hơn 9 kg. Hơn 9 kg đấy, tầm 9 hơn 9 kg chứ cũng không có nhẹ đâu. Phanh phanh má vành yên của Twister anh chị nhá. Đó. Đủ các size. Thì anh chị nào mà quan tâm thì hãy ghé Tâm Đức để được tư vấn thêm anh chị nhá. Còn về cơ bản thì trên cái video này em đã giới thiệu cho chị nắm những cái thông tin cơ bản thôi. Đấy. Ở đây thì nói chưa nói cái ghi đông đúng không, ghi đông của Twister, vô tăng của Twister, nói ghi đông vô tăng bản dẹp. Đấy, cái cốt yên này cũng là cốt yên của bản dẹp, cốt yên khi đồng học. Rồi, nhiều đấy thôi, thông tin thôi. Anh chị nào thắc mắc cái gì nữa thì hãy liên hệ với lại bộ phận kinh doanh của Tâm Đức anh chị nhá. Ok, xin chào.